Xin chào anh em đã quay trở lại với channel của mình. Chapter 1035 vừa qua là một chapter vô cùng gay cắn và hấp dẫn liên quan đến trận chiến giữa một trong hai tiết cánh của vua hải tặc tương lai Luffy là Zoro đối đầu với cánh tay phải của tứ hoàng cờ đầu bách thú là King Hỏa Hoạn. Nhắc đến chapter 1035, không thể không nhắc đến đoạn hội tưởng ngắn của King và Kaido tại phòng thí nghiệm ở bên Hazard. Và tôi đang lấy nội dung để làm về chi tiết vô cùng thú vị này. Thế nhưng mới đây, trên một diễn đàn anime vô cùng uy tín đã có một vài thông tin đồ rỉ spoiler anime chapter 1036 kế tiếp vô cùng hấp dẫn. Vậy cho nên tôi đã dừng chủ đề kia để làm nhanh một video spoiler thông tin nhanh chapter 1036. Còn như thế nào thì không để các bạn đợi chờ thêm nữa, hãy cùng mình đến với một vài thông tin vô cùng thú vị này nhé. Trước khi bắt đầu vào nội dung chính, anh em cho mình một like, một đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều. Trước khi bắt đầu vào nội dung chính, cũng giống như những video trước đó, tôi đã có một vài thông tin đồ rỉ không chính thức spoiler anime chapter 1036 đến từ một diễn đàn anime nước ngoài vô cùng uy tín, và nó thật sự đã đúng trong những chapter gần đây, cũng như thời gian sẽ ấn định xuất bản spoiler anime chapter 1036 này. Cụ thể, theo người cung cấp thông tin từ Redon thì trong điều kiện bình thường, spoiler anime chapter 1036 sẽ được phát hành vào thứ ba ngày 28 tháng 12 và đến thứ năm ngày 30 tháng 12 năm 2021 sẽ có thông tin chính thức đầy đủ của chapter 1036. Tuy nhiên, người cung cấp thông tin đến từ Hàn Quốc cho rằng có thể vượt qua một tuần bình thường so với những ngày đã nói ở trên. Vậy cho nên có nghĩa spoiler anime chapter 1036 sẽ được phát hành vào ngày mai, thứ ba tức ngày 21 tháng 12 và đến thứ năm ngày 23 tháng 12 năm 2021 sẽ có thông tin đầy đủ của chapter 1036. Thật sự rất đáng mong chờ. Ngoài ra, trang bị màu của chapter 1036 sẽ được lên trang bị của tạp chí Weekly Shonen Jump với tư cách là chương chính thức đầu tiên của năm 2022. Và điều đặc biệt đó chính là nội dung của chapter 1036 là sự trở lại của vua hải tặc tương lai Luffy và tứ hoàng Kaido bách thú, cái được cho là sinh vật mạnh nhất thế giới. Cùng với đó là sự góp mặt của Kosuke Momonosuke. Điều này có nghĩa tiêu đề của chapter 1036 sẽ là Luffy và Kaido. Và theo tôi, nó hoàn toàn hợp lý, bởi như chúng ta đã biết trước đó thì chapter 1034 có tên là Sanji và Queen. Tiếp theo chapter 1035 có tiêu đề là Zoro và King, và nội dung chính đều xoay quanh việc Zoro và Sanji cùng nhau đánh bại các King và Queen, hai Okanban mạnh nhất trứng tứ hoàng Kaido bách thú. Và cho nên tiêu đề của chapter 1036 tiếp theo sẽ là Luffy và Kaido, để Oda có thể kết thúc một năm 2021 đầy đổ thương và biến động một cách trọn vẹn trong One Piece và hướng đến một năm 2022 đầy hứa hẹn và bùng nổ. Ngoài ra có một điều thú vị nữa, nếu để ý bạn sẽ thấy Zoro chiến đấu với King ngay bên tháp phải của đảo quỷ Onigashima, còn Sanji chiến đấu với Queen bên tháp trái của đảo quỷ. Trong khi đó, Luffy chiến đấu với tứ hoàng Kaido bách thú trên đỉnh sọ của đảo quỷ Onigashima. Và bạn có để ý gì không? Oda đã sắp xếp mọi thứ thật sự thú vị. Như một lần nữa khẳng định, Zoro và Sanji chính là đôi cánh của vua hải tặc tương lai Luffy. Với việc Momonosuke cũng xuất hiện trong chapter này, đồng nghĩa với việc Kaido sẽ nhận ra điều bất thường khi Momonosuke đã cố gắng nắm lấy họ văn của mình để kéo và di chuyển đảo quỷ Onigashima. Và Kaido sẽ chuyển sang tấn công Momonosuke vì đã cản trở kế hoạch của mình. Nếu điều đó thật sự sắp diễn ra, thì chúng ta sẽ lần đầu tiên thấy được hình thái Rinnan của Luffy. Và nó sẽ thật sự tuyệt vời nếu như đây là khung tranh cuối cùng của chapter 1036, chapter cuối cùng của năm 2021, giống như hình thái Reborn của Luffy ở chapter 783 khi chiến đấu với Doflamingo và chapter 894 khi chiến đấu với Katakuri. Thật sự thú vị. Trên đây là những thông tin đồ rỉ spoiler anime chapter 1036 đến từ một diễn đàn anime nước ngoài vô cùng uy tín. Tôi hy vọng anh em thích trận video mới này. Đừng quên like, đăng ký kênh và bấm vào chuông để tiếp tục ủng hộ mình nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.